chắc hẳn tuổi thơ của chúng ta ai cũng đã từng xem hoặc nghe đến những câu chuyện phù thủy cưỡi chổi cười ghê rồi. Những hình ảnh vừa ma quái kỳ bí nhưng cũng không kém phần hấp dẫn đã trở thành một biểu tượng của văn hóa phương Tây và cũng rất gần gũi với người phương Đông. Nhưng trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu phù thủy là gì. Thì phù thủy hay pháp sư là một người có thể thực hiện phép thuật. Họ được cho là có năng lực siêu nhiên như bói toán, gọi hồn, giải hạn, chữa bệnh, nguyền rủa người khác. Và phù thủy thường bị coi là những kẻ gây ra tai họa cho người khác, mặc dù không phải tất cả các phù thủy đều là người xấu. Ở phương Tây vào thời Trung Cổ, nhiều người tin phù thủy là kẻ có sức mạnh to lớn. Họ có thể gây ra dịch bệnh, tạo ra bão, băng giá, nạn ốc sên hay sâu bọ hủy hoại mùa màng. Chính vì vậy, phù thủy thường bị săn đuổi và nếu như bị bắt phải đối mặt với hình phạt cực kỳ khắc nghiệt, đó là thiêu sống. Nhưng cũng có một dạng phù thủy khác, gọi là phù thủy trắng, thì được tôn trọng. Phù thủy trắng thường ban phước cho giúp đỡ người xung quanh thông qua ma thuật họ có được. And your fun begins to spoil. Don't be caught without a friend to keep you on a well-lit path, or soon you might meet your end. Vì sao phù thủy lại cưỡi chổi? Sitting in our cauldron bath. Theo quan niệm từ xa xưa, thời kỳ mà các thầy phù thủy được cho là quyền lực và quan trọng nhất trong ngôi làng. Trong các ngày lễ hội để cầu cho mùa năm là ban mưa thuận gió hòa, các thầy phù thủy thường nhảy những điệu múa kỳ lạ. Họ dựng thẳng các chổi đen để tượng trưng cho việc cây cối hoa màu đâm hoa kết trái, và họ kẹp cán chổi vào háng rồi chạy quanh đống lửa để tượng trưng cho việc khỏe mạnh. Thế là từ đấy người ta gắn luôn hành động cưỡi chổi với phù thủy và coi đây là một dạng phép thuật. Ngoài ra thì trong văn hóa phương Tây, phù thủy cưỡi chổi thường là những mụ già xấu xí, đội chiếc mũ nhọn, giọng nói vang ghê rợn, thường xuất hiện cùng lũ quạ, con mèo đen hay quả bí ngô. Hình ảnh này đặc biệt dẫn trong những bộ phim cổ tích hay những câu chuyện về lễ Halloween. Trong nhiều bộ phim hoạt hình của phương Đông cũng thường xuất hình ảnh phù thủy với hình dáng giống như phù thủy phương Tây nhưng lại rất đáng yêu. Đây có lẽ là sự pha trộn giao thoa của các nền văn hóa.